Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh Hằng Tường Vi. Hôm nay Hằng dẫn mọi người vào bếp nấu cải thảo xào. Đi xuống bếp cùng Hằng. Trước tiên Hằng lấy một cái dĩa và cải thảo sắc ra. Đây là cải thảo của Hằng. Để bên đây đi. Hằng sắc cải thảo. Hằng để lá mềm riêng và lá chính để riêng như cả nhà. Chút nữa Hằng xào cái này trước. Rồi Hằng sắc xong. Tiếp theo Hằng một cái thố Hằng nêm nếm, Hằng cho xì dầu. Hằng cho miếng bột. Miếng đường. Và miếng bột ngọt. Hằng trộn đều cái này. Hằng chọn một cái bếp. Và một cái chảo. Và bật lửa lên nha nha. Hằng cho miếng dầu. Hằng thả tỏi và ớt vào như thế này. Hằng có Hằng cháy tỏi và ớt cho thơm như thế này. Rồi sau đó Hằng thả cái cải vào. Tiếp theo Hằng thả này vào như thế này. Sau đó Hằng đổ ra dùng cho Hằng nêm chảy. Sau đó Hằng cắt hành thả vào ngay cái nhà. Hằng để
phải là miếng ướt. Đây là cải thảo của Hằng đã chín. Hằng nhắc xuống nha cả nhà. Đây, mốt cải thảo của Hằng xào đã xong, mời cả nhà cùng ăn với Hằng đây nè. Cái này vừa ăn chay mà ăn chay ăn mặn gì cũng được nha cả nhà. Hằng không có để gì hết, Hằng chỉ xào không thôi. Đây một miếng cải thảo thì ăn cùng với cả nhà. Cải thảo này mình xào đủ độ chín thôi nha cả nhà, mềm quá ăn không ngon. Độ chín thì có hàng xào là đủ giòn. Cải thảo của Hằng ăn giòn lắm cả nhà. Giòn và cay nữa. Nên mình xào ăn không cũng ngon cả nhà. Ngon quá cả nhà. Video của Hằng đến đây đã kết thúc, mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng nha. Bye bye cả nhà.